Rồi xin giao lưu anh em một kho dúi nha anh em. Một kho dúi có chân rễ rất đẹp nha. Cây có hành tổng hết chân rễ nó là 140 nha anh em. Và chiều cao nó là 1m nha. Phôi nặng 20 bê nha anh em. Một phôi dúi trồng thuận chân rễ lách rất là đẹp luôn anh em. Ở phục phụ giùm ông Thái đang vô phụ giùm một kho dúi chân bề đế co lách khá là đẹp luôn anh em. Nặng 20 bê nha. Rồi quay dòng nữa anh em xem. Quay cái nặng, một người quay cái cây, một người quay cái nặng. Cái mặt cách phía trên thì nó rơi vào chắc cỡ tầm 20 nha anh em. 20-23. Rồi đi mấy chú ơi. Rất đẹp nè, anh em xem chân rễ của nó nè. Cò nó lách rất là đẹp luôn anh em nha. Rồi anh em nào thiện chí thì giao lưu nha anh em. Chào anh em.